là đi tập luyện đúng không? Thắng thua là chuyện bình thường, quan trọng là mình thi đấu hết mình, đúng không? Mình nỗ lực hết mình là được, cảm thấy xứng đáng. Con để lên trên này đi, không có lên trên hàng trên con ngồi. Trên trang số 1 ở nội dung đôi nam dưới 36, bán kết 2, Tiến Kiệt, Bộ Tài chính gặp Văn Trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về sân số 1 thi đấu. Con quay cho mẹ về dẫn em.